Không hết hay dạ con? Hết rồi. Đi tắm đi để nó nằm đó. Cái đầu coi bạn con gái quận 2, quận 10, quận 4, Nguyễn Gia Huy, quận 11, quận 5, Nguyễn Hồng Quý Trân, quận 10, quận 10, quận 10, quận 10, quận 10, quận 10, quận 7, Nguyễn Hồng Quý Trân, quận 10, quận 10, quận 8, Nguyễn Bảo Lâm Lâm, quận 3. Đây là cự ly 200m. Cự ly 200m nha. Quý Trân á, Quý Trân phải. Ồ, nghe vậy thôi chồng. Đó, đó, đẳng cấp cũng đi lên nè. Bấm không? Nghi là vàng chắc rồi đó. Nghi đang dẫn đầu. Đây là bơi bướm 200m. Ê, bơi ếch 200m nè. Giải Di Đồng thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Thank you.
Trung Quốc cử đi 200m, F1 11 tuổi, đợt 2, E3 Lê Thái Huy của Tân Hà, E4 Lê Bộ Kim của Nam, E3 Đài Văn Nhà của Gò Vấp. Chuẩn bị. Đó là thai mà con, nhiều đợt mà, lấy có đợt 1 rồi. À, ừ, đợt. Con làm 2 đợt. Cái này là con một cái là cái này là chung với cái chị Hà đó, con chị Linh đó. Cái nào ít chơi nhất cũng không sao nữa. Đây là hai bé ý đây. Kết quả của liên quan đến thứ hai 10 tuổi, hạng nhất Nguyễn Hoàng Anh Tuấn của Tân Tuấn 33:65, hạng nhì Nguyễn Gia Đức có một đội đặc biệt 33:90, hạng ba Phạm Văn Thắng của Tư 33:25. Kết quả của liên quan đến thứ hai 10 tuổi, hạng nhất Phạm Tổ Trung Lan quận 5 36:23, hạng nhì Phạm Ngọc Gia Hương quận 1 36:67, hạng ba Hoàng Đỗ Hà Duy có một đội đặc biệt 36:97. Đây là giải nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, bơi cự ly 200m S, 200m S nha. Thì hiện tại đã đi được tới là 100, gần 150m rồi, được về đó là đã hoàn thành. Đây là bơi ếch nha, bơi ếch 200m. Ba đứa rồi, này có 3 đứa. Đây là 2 đợt này, đợt 1. Đợt 1 mạnh lắm. Đây là bơi giải nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 nè. Còn một bé bên Gò Vấp. Xin ơi. Xin. Đó. Sơ bộ là đã hoàn tất rồi nè. Cảm ơn.